Chào tất cả anh em, mình là Tám Độ. Hôm nay mình sẽ nói về chơi xe phân khối lớn có nên chơi xe giấy tờ lởm hay không, hoặc là anh em hay gọi là giấy tờ đi đường hoặc là giấy tờ hợp lệ anh em nhé. Và trong đó có cả giấy mẹ bồng con nữa, cũng là giấy lởm luôn. Thì ngày xưa cái đây khoảng độ 15 năm trước ấy, thì anh em chơi hay chơi xe là giấy tờ lởm lắm. Giấy tờ lởm đấy thì đi gọi là cũng có giấy tờ đàng hoàng đấy, nhưng mà là giấy tờ giả thôi anh em nhé, phôi chuẩn các thứ, nhưng mà tất cả đều là giả, đều là fake thôi. Thì đi giấy tờ đấy có ưu điểm gì? Ưu điểm là một chiếc xe phân khối lớn ví dụ là 300-400 triệu thì em mình chỉ mua với giá thì khoảng là hơn 100 triệu mà thôi, đã sở hữu những chiếc siêu xe rồi, gọi là siêu xe cho nó oai, nhưng mà cũng tương đối là ok đấy, là dòng xe 1.000 phân khối là cũng là ok rồi. Tầm khoảng hơn 100 triệu là anh em mình đã sở hữu được nó. Đấy là ưu điểm của giấy tờ lởm, thì là rất là rẻ, xe rất là rẻ mà chất lượng xe vẫn là ok, không đến lúc là tồi anh em nhé. Thì xe như thế thì anh em mình đi ra ngoài đường thì làm sao? Ra ngoài đường ví dụ mà bắt công an mà dễ thì là anh em mình đút 500 1 triệu thì vẫn đi được thôi. Còn gặp những nào tổ đội nào mà kinh khủng quá thì xác định anh em mình mất xe luôn nhá. Đấy là cái nhược điểm của nó. Và đi mua thì ưu điểm của nó là mua rất rẻ, nhưng mà cái nhược điểm của nó là bắt là dễ bị mất, hoặc là mua bán giao dịch hay dễ bị lừa. Lừa là lừa như thế nào? Ví dụ mà mình có một chiếc xe Silverado 600 chẳng hạn, mình giấy tờ lởm đúng không, mình giao dịch với người ta, thì giao dịch với người ta xong thì người ta kiểu là không, giấy tờ đấy không phải giấy tờ chuẩn ấy, một là người ta rích công an, hai là người ta lừa nước này, tóm lại rất dễ để lừa nhau cái giấy tờ lởm đấy. Thì tốt nhất là nếu mà anh em là không có kinh nghiệm chơi xe lâu năm thì tốt nhất là bỏ ngay ý nghĩ là chơi xe giấy tờ lởm đi. Mà xe giấy tờ lởm chỉ mang tính chất là đi quanh nhà thôi, còn anh em mình đi tỉnh xa mà không có kinh nghiệm hay là không đi cùng tổ đội thì rất dễ là bị mất xe. Đấy, rất nhiều trường hợp là bị lừa mất xe rồi. Mình ví dụ là trường hợp như này thì cũng là anh em biker chia sẻ trên mạng thôi. Một cái ông này lừa là đi thuê một chiếc xe taxi, nhưng taxi cá nhân đấy, ngày xưa mà chưa có kiểu là Uber Grab đâu, thì kiểu nhà mua nhưng mà vẫn chở khách ấy, là cái con Camry đấy, thuê một con Camry để đi đến chỗ giao dịch cái con xe đấy, cũng là xe CBR 1000 thì phải. Thì xong giao dịch xong cái xe đấy thì là kiểu chủ xe nhìn thấy cái ông này đi con Camry đến oai quá, thì là xe thì xe giấy tờ lởm thôi, thì là giao xe cho đi thử. Thì ông lái xe thì ông vẫn ngồi trong xe, ông lái xe thì ông gọi là chỉ là taxi thôi, còn đợi thằng thử xe thì là cái thằng lừa, thì nó đi bố nó mất. Thì sau đợi một lúc xong thì mình ngớ ra là hỏi ông taxi, mình ngớ ra là ông ý là taxi thôi chứ phải lái xe gì của thằng kia, thì là bị lừa. Tốt nhất là anh em mình chơi xe thì chơi xe hải quan chính ngạch hoặc là thanh lý hải quan là ok nhất. Và một cái nữa mình muốn nói là thời gian gần đây ấy, thì là xe hải quan chính ngạch thì nó lên ngôi rồi. Nhưng cái xe mà giấy tờ lởm thì thật sự ra là rất khó giao dịch, mà ít anh em nào chơi xe giấy tờ lởm lắm. Có thì vẫn có trôi nổi ở thị trường nhưng mà rất ít. Tốt nhất là anh em mình chơi hải quan chính ngạch cho yên tâm, tại vì xe hải quan chính ngạch bây giờ giá rất tốt rồi, không tội gì phải chơi giấy tờ lởm làm gì nữa. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip của mình nhé.